Xin chào mấy bạn. Hôm nay mình nói về vài vấn đề nhức nhối trên Facebook đó. Đang là mưa, gió. Chẳng hạn như một trò chơi mà tôi nói rất là cực. Sao mà tôi nói mẹ bà tôi bay cảnh quá ha. Ăn bữa không có chuyện gì làm đi mua 6 cây bút bi, 6 cây bút chì, 6 cây bút ông nội mẹ tôi bay về tôi bay cầm. Treo đi treo weekend we like vậy để gặp like vậy. Chứ mai vậy, với ba với má mẹ dưới vậy. Mày trời đất ơi lạnh ngắt dễ sợ ấy hả. Trời đất ơi thôi nói tới con khác đi, chửi tụi bay nha. Rồi tới má rồi, chửi Sơn Tùng nè. Má ơi má nhận con một lại nè, má con lại mà. Trời đất ơi má nghĩ sao má đứng chỗ yên cho yên một chút, má chửi đi. Má nghĩ sao má cứ búng bên này má búng bên kia. Trời ơi má làm cái gì chi vậy? Ngàn đô hả? Ngàn đô hấp lên ngàn đô hả? Nghe rồi má nghe như ngứa đít dễ sợ bố cha mày. Trời đó rồi là gì nữa nè. Mấy bạn đang sợ hương mất lời cướp bóc giật giật mấy bạn có hôn, mấy bạn yên tâm đi. Nó bị bắt tới giờ đó tại mấy bạn rần quá mà. Với lại mình nói cho mấy bạn nghe là mấy chuyện cướp bóc giật giật á nó không có hay cho lắm, nên mấy bạn đừng có bịa ra mấy cái chuyện đó giùm mình cái tự nhiên đó hả. Nó hot lên vụ đó khi hả mấy bạn đi STT, mấy bạn kêu là hôm nay khoảng 4 giờ chiều mình đã gặp ở biển số 8788 8983 gì gì đó không biết hả. Nghĩ sao vậy trời, rảnh dữ vậy, không biết có thiệt không nữa. Mấy ba mấy mẹ làm thấy ghê quá hà, bỏ hết nha. Nói vậy thôi chứ bye bye nha.